Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp truyền đạo tập 427. Thiên môn trước đó, Lâm Nguyên tới gần quan sát, cả hai cách xa nhau không đến nửa mét. Sau lưng một đạo màu đen khí tức dây nhỏ tựa như thực chất, đem tứ thần vương 10 nhất giai viên mãn truyền thuyết cường giả ngăn tại bên ngoài. Một màn này cực kỳ rung động, tùy ý như tứ thần vương dạng này siêu cấp cường giả, giờ phút này thần sắc cũng là kinh nghi bất định, không có bồi từ vượt qua dây nhỏ. Dưới đỉnh núi, hơn 10 tuyệt đối tộc các cường giả mở to hai mắt nhìn. Tại bọn hắn nhìn thấy tràng cảnh bên trong, nguyên bản tứ thần vương các loại sáu vị cường giả ngay tại điên cuồng giao thủ chém giết. Nhưng sau một khắc liền cùng nhau dừng tay nhanh lùi lại, sau đó liền có một thân ảnh xuất hiện tại trước cổng trời. Tiện tay vạch ra một đạo tuyến, lưu lại một câu vượt tuyến này người chết, nhất làm cho người khó có thể tin chính là tứ thần vương các loại sáu vị cường giả. Thật đúng là không có vượt qua đầu kia dây nhỏ. Tùy ý vị kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đứng tại thiên môn trước đó. Hiện tại cái gì tình huống? Tứ thần vương bọn hắn làm sao không giao tay. Cái kia đạo xuất hiện tại trước cổng trời thân ảnh, là 200 năm trước huyết vũ cổ quốc kia vị thần bí cường giả, đến từ nhân loại văn minh, hắn đột nhiên xuất thủ, uy hiếp ở tứ thần vương bọn hắn. Thật bá đạo, vượt tuyến này người chết. Đây là căn bản không có đem tứ thần vương để vào mắt à. Vạn tộc các cường giả nhanh chóng nghị luận. Bọn hắn giờ phút này thân ở sơn yêu, không cách nào cảm nhận được trên đỉnh núi khí tức ba động chỉ có thể bằng vào tứ thần vương nhóm cường giả phản ứng làm ra phán đoán trên đỉnh núi chưa rút lui đi ra đông đảo thập nhất giai các cường giả thì là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem lâm nguyên quá mạnh vị này nhân loại văn minh huyết vũ làm sao mạnh như vậy hắn một động thủ tứ thần vương bọn hắn cũng không dám tiếp tục động thủ từng vị thập nhất giai các cường giả dựa vào là thêm gần phát giác được càng nhiều bởi vậy cũng càng thêm không thể tưởng tượng nổi bọn hắn vốn cho là bằng và luyện hóa trí cường vũ khí tứ thần vương đã là tất cả vạn tộc cường giả bên trong mạnh nhất một vị liên tính cả là thập nhất giai viên mãn truyền thuyết cường giả nhỏ gây lão giả các loại năm vị đều cần liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại kết quả đột nhiên toát ra lâm nguyên phải biết ngoại giới đối lâm nguyên phán đoán cố nhiên là chín đại cường giả cấp độ nhưng cự ly tứ thần vương nhỏ gây lão giả các loại sáu vị cường giả còn có tranh lệch không nhỏ huyết vũ đại nhân hắn nhân loại văn minh tiến hóa giả bên này, hiên viên đoá các loại tiến hóa giả có chút phát tiếc. Hơn một tháng trước, bọn hắn biết được Lâm Nguyên cũng là đến từ nhân loại văn minh về sau, còn dị thường kinh hỉ. Dựa theo 200 năm trước Lâm Nguyên chỗ triển lộ ra thực lực, coi như không bằng tứ thần vương dạng này siêu cấp cường giả, nhưng cũng có thực lực đi cạnh tranh lần thứ hai, lần thứ ba thiên môn, lần thứ tư thiên môn mở ra. Về phần lần thứ nhất thiên môn mở ra, nói thật, hiên viên đoá căn bản liền không có trông cậy vào qua, đi theo lâm nguyên tới cũng chỉ là gặp gặp tòa kia thiên môn là cái dạng gì dù sao nàng rất rõ ràng tứ thần vương cường đại cho dù cùng nhỏ gầy lão giả bọn hắn liên thủ đối kháng tứ thần vương cuối cùng tiến vào thiên môn cũng đại khái xuất cũng không có quan hệ gì với lâm nguyên cho nên từ vừa mới bắt đầu hiên viên đó liền không cảm thấy lần này thiên môn mở ra cùng nhân loại tiến hóa giả có quan hệ gì đây là những cái kia tiên thiên cường hoành sinh mệnh đặc thù ở giữa cạnh tranh bức tranh bên ngoài đông đảo trí cường giả nhóm cũng tại mật thiết chú ý thiên sơn chi đỉnh trên từng màn. Bọn hắn không cách nào thăm dò thế giới 2D bên trong cảnh tượng, nhưng lại có thể quan sát thân ở thiên sơn vạn tộc các cường giả, chỗ cùng hưởng ký ức hình tượng. Tứ thần vương xác thực rất mạnh. Lần này thiên môn mở ra tiến vào danh ngạch, hẳn là tứ thần vương. Không hổ là vũ trụ độc nhất vô nhị sinh mệnh đặc thù, tinh không đại liên minh bảo bối. Trí cường giả nhóm cẩn thận thông qua ký ức hình tượng suy đoán ra chiến đấu kết quả, cũng không có cái gì ngoài ý muốn nguyên bản bọn hắn liền hiểu tứ thần vương hẳn là người thắng lợi sau cùng dù sao cùng cái khác vạn tộc cường giả so sánh luyện hóa một kiện hoàn toàn thích hợp bản thân trí cường vũ khí ưu thế quá lớn vạn tộc cường giả thế lực sau lưng nhóm cũng không phải không nghĩ tới sớm bóp chết tứ thần vương kết quả chính là thiên vũ tộc bị giết xuyên sớm bị loại chỉ là đang lúc trí cường giả nhóm tiếp tục quan sát thời điểm lại là ngây ngẩn cả người bọn hắn thông qua ký ức hình tượng thấy được lâm nguyên xuất hiện đem tứ thần vương các loại sáu vị cường giả bước lui một màn cái này đây là nhân loại văn minh tiến hóa giả làm sao mạnh như vậy vậy mà vượt qua tứ thần vương bọn hắn liên thủ từng vị trí cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc làm thập nhị giai trung cực liền xem như tứ thần vương trong mắt bọn hắn cũng không tính là gì nhiều lắm thì cái có hy vọng trở thành trung cực tiểu gia hỏa trí cường giả nhóm kinh ngạc chính là chiến cuộc xuất hiện ngoài dự liệu biến số lại còn có mạnh hơn tứ thần vương cường giả đồng thời vị cường giả này vẫn là đến từ nhân loại văn minh. Ừm, tinh không đại liên minh trí cường giả cho mày, hắn quan sát là tứ thần vương ký ức hình tượng, cho nên đối lâm nguyên tán phát khí tức hiểu rõ càng nhiều. Hừ, khó trách ngươi hạ khâm không nguyện ý cùng ta hợp tác. Người của người loại văn minh giấu thật sâu. Tinh không đại liên minh trí cường giả mắt nhìn hạ khâm trí cường giả một chút, có chút bất mãn thấp giọng nói. Giờ này khác này, hắn rốt cuộc để ý giải lúc trước hạ khâm trí cường giả vì sao bộ kia qua loa dáng vẻ bởi vì nhân loại văn minh căn bản không cần mượn nhờ tứ thần vương liền có thể tiến vào thiên môn mặc dù tứ thần vương nhóm cường giả không cùng lâm nguyên trực tiếp giao thủ nhưng thông qua cảm giác liền có thể suy đoán ra cái sau thực lực còn mạnh hơn bọn họ nói đúng ra là mạnh hơn nhiều lần này thiên môn mở ra nhất có hy vọng tiến vào thiên môn đã từ tứ thần vương biến thành lâm nguyên ha 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 Hạ Khâm Chí cường giả trên mặt hiển hiện tiếu dung. Cái này 200 năm đến, hắn cũng không có hỏi Lâm Nguyên thực lực gì, cảm thấy này lại đè lực. Dù sao mặc kệ hắn có hỏi hay không, Lâm Nguyên thực lực cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Hạ Khâm Chí cường giả cảm thấy vẫn là để chính Lâm Nguyên phát huy là được rồi. Ít nhất là vu tổ tam thập ngũ cảnh. Hạ Khâm Chí cường giả trong lòng phán đoán, Lâm Nguyên tùy tiện bước lui tứ thần vương các loại sáu vị cường giả, sau đó sáu người đều là vu tộc 30 cảnh, 31 cảnh vẹn vẹn mạnh lên hai ba cảnh, có thể làm không đến như vậy. Cái này nhân loại văn minh, làm sao vận khí tốt như vậy? Nơi xa, thiên vũ tộc mấy vị thủy tổ lẫn nhau mắt nhìn, trong lòng đều có chút chua chua. Bọn hắn thiên vũ tộc, sớm tại Giáng Lâm mới bắt đầu, liền đã bị giết ra cục, lúc này thiên môn mở ra, thiên vũ tộc những cường giả kia nhóm căn bản liền đến đều chẳng muốn tới. Nhân loại văn minh vị cường giả này, tại thế giới 2D bên trong biểu hiện, liền tứ thần vương đều so không lên, tương lai bước vào trung cực hy vọng, đoán chừng sẽ không nhỏ. Trùng tộc mẫu hoàng nhóm có chút sầu lo, nhân loại văn minh cùng trùng tộc chính là tuyệt đối tử địch, không có hỏa hoãn cái chủng loại kia. Giống tinh không đại liên minh cùng nhân loại văn minh còn có khả năng hợp tác, nhưng trùng tộc cùng nhân loại văn minh. Gặp mặt coi như không chém giết, cũng không có khả năng hợp tác. Mà tại trùng tộc mẫu hoàng nhóm xem ra, nhân loại văn minh tại tương lai nếu là thêm ra một vị trí cường giả, bọn hắn muốn tiếp nhận áp lực, cũng sẽ phóng đại một đoạn thiên sơn chi đỉnh. Bốn thần các loại, nhỏ gây lão giả các loại sáu vị cường giả vẻ mặt nghiêm túc như nước. Bọn hắn cự ly lâm nguyên tiếp cận nhất, rất rõ ràng tự mình đối mặt đến tuột cùng là bực nào cường giả. Làm sao mạnh hơn ta nhiều như vậy? Tứ thần vương trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hơn 300 năm đến, hắn không có một ngày không phải tại khổ tu, đều đang đào móc dung nhập thể nội món kia trí cường vũ khí. Vốn cho là mình đã vô địch tại phương này thế giới 2D, liền xem như nhỏ gầy lão giả dạng này thập nhất giai viên mãn cấp truyền thuyết cường giả tứ thần vương cũng có tự tin có thể đối phó nhưng là lâm nguyên giờ phút này tứ thần vương trong đầu không ngừng hiện ra đại khủng sợ hắn có loại cảm giác mình tuyệt đối không có khả năng đánh bại đối phương thậm chí nếu như cưỡng ép xuất thủ thật sự có khả năng xuất hiện sinh tử nguy hiểm bây giờ nên làm gì cách đó không xa nhỏ gầy lão giả quét mắt tứ thần vương lúc đầu bọn hắn năm vị cùng tứ thần vương là quan hệ thù địch nhưng khi đối mặt càng thêm địch nhân cường đại lúc, không chút do dự liền liên thủ cùng một chỗ. Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sang pháp truyền đạo tập 428. Làm sao bây giờ? Tứ thần vương cũng có chút trần trở. Nhỏ gây ý của lão giả rất rõ ràng. Là bọn hắn sáu vị liên thủ thăm dò thăm dò lâm nguyên. Vẫn là như vậy trực tiếp ly khai. Ly khai đi. Tứ thần vương cuối cùng nhìn thật sâu mắt lâm nguyên, chậm chạp hướng phía sơn yêu thối lui. Hắn chân thật bất hư trên người lâm nguyên, cảm nhận được một loại nào đó sinh tử nguy hiểm, cho nên quyết định dứt khoát từ bỏ lần này thiên môn mở ra cơ hội. Đối với tứ thần vương tới nói, hắn không đáng cùng Lâm Nguyên liều mạng, đi cạnh tranh lần này thiên môn cơ hội, chỉ cần sống sót chờ đến lần sau thiên môn mở ra, vẫn là có tiến vào thiên môn khả năng. Về phần lúc trước vì sao cùng nhỏ gầy lão giả bọn hắn giao thủ chém giết, hoàn toàn là tứ thần vương không có cái gì áp lực, đồng thời rất có nắm chắc đánh bại nhỏ gầy lão giả các loại năm vị cường giả. Nhưng là hiện tại, Tứ thần vương không có nửa điểm nắm chắc, mà còn có ngỏm tại đây tỷ lệ, tứ thần vương tự nhiên biết rõ lựa chọn như thế nào. Ly khai, nhỏ gây lão giả các loại năm vị cường giả nhìn thấy tứ thần vương động tác, nhìn lẫn nhau một cái, đồng dạng bắt đầu lui lại. Bọn hắn năm vị liền đối giao tứ thần vương, đều gian nan vạn phần, bây giờ đối mặt để tứ thần vương không dám xuất thủ lâm nguyên, không cần đánh liền biết rõ thắng thua. Không nghĩ tới lần này tiến vào thiên môn, vậy mà không phải trong chúng ta bất kỳ một cái nào nhỏ gây lão giả trong lòng nặng nề, đồng dạng sắc mặt phát ra cảm khái. Tứ thần vương các loại sáu vị cường giả chủ động thối lui, để quan sát đông đảo vạn tộc các cường giả trong lòng phát run. Không đánh mà lui là biểu hiện của người yếu. Nhưng tứ thần vương bọn hắn yếu à? Làm sao có thể yếu? Liền tản ra uy áp, liền đem chín thành chín vạn tộc cường giả, bước lui ra sơn yêu phạm vi. Lại vừa rồi sáu vị ở giữa điên cuồng giao thủ, tạo thành dư ba xung kích, càng làm cho đông đảo thập nhất giai cường giả tê cả ra đầu liền đỉnh núi cũng không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi nhưng là bây giờ tứ thần vương các loại sáu vị lại chủ động thối lui từ bỏ tiến vào thiên môn cơ hội khả năng duy nhất chính là giờ phút này đứng tại trước cổng trời nhân loại huyết vũ thực lực vượt qua tứ thần vương các loại sáu vị cường giả ứng đối cực hạn để tứ thần vương liền xuất thủ thử ý nghĩ đều không có cứ như vậy ly khai rồi thiên môn trước đó lâm nguyên đại bộ phận lực chú ý đều thả trên thiên môn nhưng vẫn như cũ chú ý tứ thần vương các loại sáu vị cường giả. Thiên môn ngay ở chỗ này, liền thăm dò đều không thăm dò. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, vừa rồi câu kia vượt tuyến này người giết hoàn toàn chính là vì chọc giận tứ thần vương các loại sáu vị cường giả. Dù sao tại tứ thần vương các loại sáu vị cường giả trên thân, thế nhưng là có rất nhiều kỳ vật. Cái khác vạn tộc cường giả, không dám tùy thân mang theo kỳ vật lo lắng bị cướp đoạt, như là tứ thần vương, nhỏ gầy lão giả mười nhất giai viên mãn sinh mệnh, tự nhiên không có phương diện này lo lắng thậm chí vì duy trì chiến lực, cái này sáu vị cường giả đeo trên người nhiều kiện kỳ vật. Bởi vậy, từ đầu đến cuối, Lâm Nguyên đều không có nghĩ qua buông tha cái này sáu vị cường giả. Nhưng nếu như trực tiếp động thủ đánh giết, bức tranh bên ngoài thế nhưng là có đông đảo trí cường giả nhìn xem đây, tứ thần vương lệ thuộc tinh không đại liên minh, cùng nhân loại văn minh quan hệ không tính ác liệt. Chính mình liền hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp giết, tướng ăn khó tránh khỏi có chút khó coi. Đánh giết thắc bạt cổ thần các loại một đám sinh mệnh đặc thù, giết cũng chính là giết những này sinh mệnh đặc thù bước vào trung cực hy vọng rất rất nhỏ thế nhưng là tứ thần vương lâm nguyên đều biết rõ tứ thần vương chính là tinh không đại liên minh bảo bối địa vị không thua gì chính mình đối với nhân loại văn minh cho nên lâm nguyên mới có vừa rồi cử động phát họa chọc giận tứ thần vương các loại sáu vị cường giả chỉ cần đối phương thụ kích thích liên thủ vượt tuyến đối kháng lâm nguyên tựa như vừa rồi nhỏ gầy lão giả các loại năm vị cường giả liên thủ đối kháng tứ thần vương đồng dạng Lâm Nguyên liền có đánh giết bọn hắn cướp đi kỳ vật các loại lý do. Nói vượt tuyến người giết, các ngươi đều vượt tuyến, như vậy ta giết cũng không tính quá phận à. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên ngược lại là không có dự liệu được tứ thần vương các loại sáu vị cường giả như thế hư. Là ta vừa rồi thả ra khí tức hù đến bọn hắn rồi. Lâm Nguyên bản thân nghĩ lại, đại khái làm minh bạch nguyên do. Được rồi, ta cũng không giả. Lâm Nguyên thở dài, lười nhác chú ý cái gì tướng ăn không ăn tướng. Sau một khắc, nguyên bản tướng hơn phân nửa đỉnh núi bao lại hắc tuyến đột nhiên bắt đầu khuếch trương bắt đầu cơ hồ trong nháy mắt liền đem tứ thần vương nhỏ gây lão giả các loại sáu vị cường giả vòng ở bên trong ừm tứ thần vương nguyên bản đang định rời khỏi đỉnh núi rời xa lâm nguyên nhưng ngay sau đó liền phát hiện bị lâm nguyên vạch ra hắc tuyến bắt đầu cấp tốc mở rộng không đợi hắn kịp phản ứng chính mình cũng đã tại hắc tuyến bao lại phạm vi bên trong cái này tuyến làm sao lại động Tứ thần vương có chút không rõ. Nơi xa nhỏ gầy lão giả các loại năm vị cường giả cũng chưa kịp phản ứng. Bọn hắn ngay tại rời xa Lâm Nguyên, làm sao hiện tại cũng rơi vào hắc tuyến bên trong. Ngươi? Tứ thần vương nhóm cường giả lập tức ý thức được cái gì, quay đầu nhìn hướng thiên trước cửa Lâm Nguyên. Tốt, tất nhiên các ngươi đều vượt qua tuyến, cũng đừng trách ta xuất thủ. Lâm Nguyên chậm rãi quay người, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Nghĩ động thủ cũng đừng tìm cái gì lý do. Tứ thần vương ánh mắt dần dần điên cuồng, lấy suy nghĩ của hắn vận chuyển tốc độ, giờ phút này cũng ý thức được Lâm Nguyên căn bản liền không có dự định buông tha bọn hắn. Ông, tứ thần vương bốn cánh tay tại sáng lên, bộc phát ra uy thế, còn xa hơn vượt xa quá cùng nhỏ gầy lão giả các loại năm vị cường giả lúc giao thủ một màn. Dầm dầm, Lâm Nguyên lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tứ thần vương trước mặt, tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Không có bất luận cái gì kịch liệt va chạm, liền lực lượng dư ba đều không có phát ra, phảng phất chính là nhẹ nhàng đụng vào một cái nhưng tứ thần vương bốn cánh tay ẩn ẩn bắt đầu vặn vẹo biến hình toàn thân tựa như sụp đổ thành bột mịn cả người bay ngược mà ra hung hăng nện ở đỉnh núi biên giới trí cường vũ khí quả nhiên danh bất hư truyền lâm nguyên khẽ gật đầu vừa rồi nếu như không phải tứ thần vương bốn cánh tay bên trong bắn ra một cỗ che chở lực lượng đoán chừng đối phương cả người đều sẽ bị cái kia một trưởng đánh thành hư vô dù vậy hiện tại tứ thần vương cơ bản cũng đánh mất sáu thành chiến lực đi nhỏ gây lão giả các loại năm vị cường giả thấy thế nguyên bản còn dự định nhìn xem có thể hay không cùng tứ thần vương liên thủ nhưng thấy người sau trực tiếp liền bị lâm nguyên trọng thương nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nhao nhao hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn đi được rơi à lâm nguyên giãn nhẹ một hơi một cỗ kinh khủng khí tức từ bên ngoài thân bộc phát nồng đậm khí huyết chi lực hướng phía xung quanh tám phần tràn ngập bao trùm khí huyết bao phủ chỗ không khí đều trở nên sền sệt nhỏ gầy lão giả các loại năm vị cường giả tựa như gánh vác lấy một ngọn núi lớn, hành động chậm chạp như ô quỷ. Thế giới 2D bên trong, áp chế đem duy hết thảy siêu phàm lực lượng, cái gọi là lĩnh vực, thế giới căn bản không có khả năng tồn tại. Lâm Nguyên giờ phút này triển lộ ra khí huyết trận vực, cũng không phải là lĩnh vực, thế giới, mà là tự thân khí huyết thể phách cường đại đến trình độ nhất định lúc, sinh ra lực lượng thiên nhiên trận. Cũng tỉ như vũ trụ tinh không bên trong, trọng lượng càng là lớn thiên thể, tự nhiên mà nhưng ảnh hưởng phạm vi cũng liền càng lớn. Đây là thuần túy vật lý quy tắc, phương này thế giới 2D bên trong cũng đồng dạng áp dụng. A a a ha. Nhỏ gây lão giả đột nhiên quay người, bởi vì Lâm Nguyên đã xuất hiện sau lưng hắn. Ta có phòng ngự kỳ vật, ngươi giết không được ta. Nhỏ gây lão giả không có tiếp tục chạy trốn, mà là dừng lại nghênh đón Lâm Nguyên công kích. Tứ thần vương có hoàn toàn thích hợp bản thân, lại luyện hóa sau trí cường vũ khí, cho nên đối thế giới 2D bên trong những cái kia kỳ vật nhì không vừa mắt bởi vì ở trong mắt tứ thần vương bằng vào thực lực của hắn vĩnh viễn sẽ không hữu dụng trên những cái kia phòng ngự kỳ vật một ngày như nhỏ gầy lão giả không đồng dạng trên người hắn mặc hai kiện phòng ngự kỳ vật tự nhận là lâm nguyên thực lực coi như mạnh hơn cũng rất khó đánh giết chính mình nhưng mà lâm nguyên lần nữa đánh ra một trường phốc lực lượng kinh khủng thẩm thấu nhỏ gầy lão giả hai kiện phòng ngự kỳ vật cuối cùng chỉ có một phần một trăm ngàn dư lực rơi vào trên người nhưng liền xem như một phần một trăm ngàn cũng không phải nhỏ gầy lão giả có thể ngăn cản, trong một chớp mắt, nhỏ gầy lão giả nội tạng liền bị chấn nát hơn phân nửa, cả người càng là trực tiếp đánh mất sức chống cự. Hô, Lâm Nguyên chớp mắt xuất hiện tại thứ ba vị cường giả sau lưng, đồng dạng là một trưởng. Vị thứ tư, một trưởng. Vị thứ năm, một trưởng. Cái này, ngay tại quan chiến vạn tộc các cường giả, nhìn thấy loại này có thể xưng thiên về một bên cướp giết một màn lúc, nhao nhao rung động nói không ra lời. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng mạnh như tứ thần vương nhỏ gây lão giả dạng này thập nhất giai viên mãn cấp truyền thuyết sinh mệnh sẽ có bị như thế cướp giết một ngày ngoại trừ cao cao tại thượng trí cường giả ai có thể làm được thế giới 2 d nhất chỗ sâu nơi này đã không thể xem như thế giới 2 d phạm vi mà là càng thêm ẩn nấp một tầng không gian một mảnh bát ngát đại địa bên trên một vị thân cao chỉ có nửa mét lão đầu chính hai mắt híp nhàn nhã nằm ở cạnh trên ghế mà ở trước mặt hắn thì là trưng bày một bộ to lớn bức tranh. Bức tranh bên trong mây mù phiêu miểu, tựa như ẩn chứa một tòa mênh mông thế giới chân thật. Nguyên bản cao nửa thước lão đầu ngay tại ngủ say, đột nhiên bị cái gì quấy rầy đến, mở hai mắt ra, liếc mắt trước mặt to lớn bức tranh. Hơn 300 năm thời gian, liền liên tiếp đánh vỡ tầng 30 thế giới cực hạn, lần này ta là nhặt được bảo. Cao nửa thước lão đầu ánh mắt phát ra kinh dị, nghiêm túc quan sát bắt đầu. Không được, phần này thiên phú tư chất quá yêu nghiệt, ta nếu lại nhìn xem cao nửa thước lão đầu nghĩ nghĩ liền quan sát tiếp nữa một vạn năm đi để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có thể đi đến cái gì độ cao